Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào bạn đã trở lại với Ria kia mình. Như đúng như hôm qua mà mình đã dự đoán thì cuối cùng thì bên Nga Na Free Fire họ sẽ tung ra trang phục mừng sinh nhật. Vâng, trang phục chúa hề. Nhưng mà thực ra ở server Việt Nam chúng ta lại dịch là trang phục tiệc cuồng loạn nha anh em. Và với tỷ lệ đó là quay 100% trúng, tức là quay không thể nào mà trượt được. Đấy, nhưng mà Nga Na chỉ nói là quay 100% trúng thôi. Nga Na có nói là quay bao nhiêu lần thì sẽ được trúng đâu. Vâng, tức là bạn quay kiểu gì cũng sẽ trúng thì đúng rồi. Cái vòng quay nào mà quay chả 100% trúng, kiểu gì cũng trúng, nó đâu có phải là quay cái đồ này mà nó lại ra đồ khác đâu. Đấy, chắc chắn 100% trúng, nhưng quay bao nhiêu lần thì nó lại là câu chuyện khác anh em ạ. Và hôm nay thì bên Nga Na thì họ còn có cái sự kiện nó giảm giá 30% tất cả các loại súng nữa, tất cả các hòm súng luôn. Thì nói chung anh em mà hôm nay có tiền thì anh em bơi vào quất súng giảm giá 30%. Còn cái vụ thắp nến ấy, cái vụ thắp nến thì nói chung là cả nước đã thắp sáng rồi. Cuối cùng thì tỉnh Bắc Cạn là tỉnh về đích cuối cùng, nhưng mà cuối cùng thì tất cả mọi người đều sẽ có thể nhận được Capella ở Zota. Thì để nhận nhân vật nào ấy, nên nhận nhân vật nào thì mình đã có một cái video ở tư vấn cho anh em là nên lấy con nhân vật nào. Ok, quay trở lại với các anh chàng chúa hề ở trong vòng quay bay màu này. Thì chúng ta sẽ có đó là trang phục chúa hề, và đó là cái đồ xịn duy nhất ở trong cái vòng quay này thôi. Tức là với bạn sẽ phải quay tối đa 1.192 kim cương để mà có thể nhận được cái bộ này. Giống như hôm qua mình đã có phân tích và tính toán, nhưng mà ở bên server nước ngoài ấy, thì cái này thường nó sẽ có thêm một cái súng vĩnh viễn nữa. Nhưng mà bên Việt Nam thì có lẽ là bên Ghana Việt Nam đánh giá là bộ chúa hề này nó đủ sức hấp dẫn, nên là họ chỉ cho duy nhất một đồ xịn, đấy là cái bộ tiệc bất ngờ, tiệc cuồng loạn này mà thôi. Ok, quay ra thì nói chung là tôi xác định nhân phẩm của tôi rồi anh em ạ. Và vòng quay này 100% trúng đúng, nhưng quay bao nhiêu lần thì bên Ghana nó lại không nói. Đấy, còn tôi xác định là mỗi lần mà tôi quay cái vòng quay này ấy, thì nó cứ phải gọi là đến cái vòng quay cuối cùng đấy, chỉ ra được con báo hoàng kim thôi, có chữ chúc mừng hiện lên nhưng chỉ ra là báo hoàng kim thôi. Ây da, khó thật sự anh em ạ. Và mấy cái hòm súng này thực sự là 199 cơ mà lấy mỗi hòm súng này thì nó không đáng lắm, tại vì mấy cái hòm súng này mình có hết rồi. Đó, 299 cương thì về cơ bản là chúng ta cứ xác định là mở cái bộ tiệc cuồng loạn này với giá đó là 1.992 kim cương, tức là gần 2.000 kim cương. Đấy, nhưng mà nhiều anh em hên, tức là mở khoảng mấy trăm kim cương, hoặc là có ông mở 9 kim cương phát ra luôn, thì cái đấy thì nhân phẩm nó quá cao rồi, nhân phẩm mình nó lại không cao đến như thế. Thì cái coi tiệc cuồng loạn này thì cũng giống như là bộ đồ nữ, là bộ tiệc bất ngờ, thì nó có một điểm hay đó là nó có thêm một cái phụ kiện mới, đó là trang trí mặt. Thì cái trang trí mặt này nó sẽ xuất hiện bất kể là bạn mặc đồ gì, đội mũ gì, đội cái mặt nạ gì, thì cái phần ở phía dưới, tức là phần mặt của bạn, nó vẫn sẽ có cái phần trang trí mặt này. Và nhưng mà mỗi tội được bộ này trông nó hơi mang tính kinh dị một tí. Không biết tại sao năm nay bên Nga Free Fire họ quyết định chọn phong cách kinh dị để cho cái lễ sinh nhật 3 tuổi này. Ok, thì ở trong cái sự kiện của chúng ta thì nó sẽ đơn giản như vậy thôi. Đấy, anh em thấy sau khi mà tôi mặc cái bộ này vào thì cái mặt nạ nó vẫn đang là cái bộ sở chế tác đắt nhất. Đấy, nó vẫn đang là bộ sở chế tác đắt nhất anh em ạ. Đấy, bộ tóc tiệc cuồng loạn, kiểu tóc Joker cổ điển, mặt nạ cuồng loạn, bộ mặt cuồng loạn tột cùng. Thì anh em có thể chọn một số những cái khẩu trang các thứ, ví dụ như anh em thấy mồm nó máu me quá, anh em làm tí khẩu trang. Tôi nghĩ là cái mắt của nó trông khá đẹp, nhưng mà tuy nhiên thì cái mồm của nó trông thì nhiều anh em không thích lắm. Thì anh em có thể đóng mấy quả khẩu trang dọ mõm các kiểu vào để cho nhân vật của chúng ta trông nó lịch sự hơn. Bây giờ đang tình hình dịch bệnh, anh em có thể cố gắng là kể cả chơi game thì chúng ta đeo khẩu trang để cho nhân vật chúng ta đỡ dính về dịch bệnh nha anh em nhá. Đấy, thì nó cũng cái bộ này nó cũng như vậy thôi. Và tương tự như bộ đồ nữ thì cái hiệu ứng của nó cũng chỉ có một cái hiệu ứng khói tím xanh xanh, tím tím đen đen, mấy cái lông chim bay ra đó, thì nó không có gì khác cả. Nhưng tôi không biết là tại sao ở trước ngực của con nhân vật này nó lại có chữ R. Và chữ R thì không biết là viết tắt của cái gì, chắc viết tắt của Rikaki à. Vâng, khéo là viết tắt của Rikaki nha. Và đùa thôi, chứ còn chữ R thì tôi nghĩ là viết tắt của chữ Royal.
Royal, tức là kiểu hoàng gia ấy, kiểu hoàng gia, kiểu xịn sò con bò ấy, chứ không phải Vetat ở Ryaki đâu. Vetat Ryaki thì chết. Mặc dù là tên ở tên nick của tôi thì cũng bắt đầu bằng chữ R. Đấy, xịn sò thế cơ. Và cái bộ này thì nó là bộ vua hề, tại vì là ở cái tắt lưng của nó có chữ King, tức là trong tiếng Anh là vua. Còn cái bộ đồ nữ ấy, thì ở cái quần bộ đồ nữ có chữ Queen, tức là nữ hoàng. Đó, thì đây là vị vua hề. Và các bạn có thể tạm gọi là hiểu như vậy, vua hề. Đấy, còn đeo chữ R chữ ngực thì chắc là viết tắt ở Ryaki đấy. Bộ này thì tôi đánh giá là cũng ổn ổn anh em ạ. Anh em thích thì quất, không thích thì thôi. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có một cái skin trợ thủ, đó là báo hoàng kim. Thì cái skin này cũng ra mắt mấy lần rồi, mà mấy lần trước tôi đánh mua. Nên lần này thì tôi quyết định là sẽ mua. Thực ra thì không phải là quyết định sẽ mua, mà quyết định dùng. Còn mua, mình muốn mua đâu, bên gà nào cưỡng ép mình phải sử dụng ấy chứ. Hôm nay chúng ta sẽ giảm giá súng, và súng khá rẻ, từ 60 kim cương còn 42 kim cương, tức là giảm giá 30%. Thì anh em nào mà tranh thủ vào quất được khẩu nào thì quất nha anh em nhá. Đấy, anh em quất khẩu nào thì quất, nói chung là thích khẩu nào thì lấy khẩu đấy thôi. Thì cứ ưu tiên lấy những cái khẩu mà quen mặt, ví dụ như là rồng lộn, rồng lửa, rồi thì mấy khẩu các thứ đấy, mấy khẩu rẻ rẻ, đêm đỏ các kiểu này, truy sát, nói chung anh em thích lấy khẩu nào thì lấy. Vì hôm nay giá nó rẻ và nó chỉ giảm giá trong khoảng thời gian nhất định thôi. Còn đến lúc nó không giảm giá nữa, anh em lại kêu là Gaina bán đắt, không bao giờ chịu giảm giá. Đấy, quá đơn giản. Nó chỉ giảm giá trong ngày hôm nay thôi nhá, đến 24 giờ hôm nay thì hết. Đấy, bây giờ chúng ta đi qua server Mỹ Latin. Thì bây giờ server Mỹ Latin thì đang chơi một quả quá lớn đi. Vâng, bây giờ server Mỹ Latin đang tung ra một quả vòng quay xưởng chế tác 3 trong 1. Đấy, ngày xưa tôi chỉ nghe thấy có dầu gội, dầu sữa tắm 3 trong 1 thôi. Đấy, bây giờ lại còn có cả vòng quay xưởng chế tác 3 trong 1. Thì xưởng chế tác này bao gồm cả đẳng cấp Scar, đẳng cấp Titan này, rồi MP40 tứ quý, mẹ bộ này vừa xa xong. Và thêm cả cái đó là AK. Đấy, thì anh em thấy là bên này mình cứ kêu là bên server Việt Nam hút máu, bên này hút gấp tỷ lần anh em ạ. Và bên này hút kinh luôn chứ không phải là hút nó bình thường. Và giá của nó thì nó sẽ có 3 cái loại, đó là 3 cái băng đạn vàng bạc đồng. Thì mỗi cái băng đạn thì nó sẽ tương ứng, ở đây bên Nga nào dịch là huy hiệu tạp chí bạc, nhưng mà căn bản này Nga nào dịch sai. Ở bên ở trong tiếng Anh ấy thì cái từ magazine ấy thì nó vừa là tạp chí nhưng mà nó lại vừa là băng đạn. Đấy, tức là bên Nga nào dịch bị sai, cái này đúng là huy hiệu băng đạn vàng. Thì với cái băng đạn vàng này thì sẽ có thể đấy, anh em nhìn thấy cái tên là tạp chí từ một huyền thoại, vãi cả tạp chí, nó là cái băng đạn mà mấy anh Gaina. Vâng, hy vọng mà đến khi mà server cái sự kiện này mà có về Việt Nam thì nó cũng sẽ đổi tên thành băng đạn. Thì với băng đạn bạc thì chúng ta sẽ đổi được MP40 tứ quý, mà chính tôi cũng khá là bất ngờ vì MP40 tứ quý nó cũng mới ra mắt chưa đầy 6 tháng mà không hiểu tại sao bên Nga lại mang nó trở lại. Rồi thì băng đạn vàng thì sẽ đổi được khẩu AK. Nhưng mà có một cái rất là thú vị nhá, ở bên này nếu mà các bạn để ý ấy, thì chỉ số của cái bộ AK và bộ Scar Titan này ấy, thì nó sẽ rất là yếu, chỉ có bộ MP40 này giống server Việt Nam thôi. Còn hai cái bộ kia ấy thì là chỉ số khá lởm, tại vì là nó ra mắt từ trước. Thì hồi xưa ấy, cái server Mỹ Latin này họ làm theo kiểu là cân bằng súng, là họ giảm bớt đi, mỗi loại nó chỉ tăng 2 và giảm 1 thôi. Nhưng mà đến khi đến cái MP40 thứ quý ấy, thôi bung lụa và đấy lại cho tăng 3 loại băng, 3 thứ chỉ số và giảm đi 1 chỉ số. Đấy, nó hơi tiền hậu bất nhất. Nhưng mà thực ra ở bên server Mỹ Latin này, do căn bản nó trình độ các em thủ rất cao nên thực ra họ cũng chẳng quan tâm đến cái vụ này lắm. Đấy, nên là họ vẫn mua thôi. Và bây giờ với cái vòng quay 3 trong 1 này thì những cái ông đại gia ở bên server Mỹ Latin này có thể quất luôn cả 3 bộ. Đấy, MP40 tứ quý, rồi AK, rồi thì Scar đẳng cấp Titan. Nói chung là vãi trưởng. Vâng, tôi chưa thấy cái vòng quay nào, và tôi năm nay sống 30 mấy năm rồi, tôi chưa thấy cái vòng quay nào mà nó hút máu như cái vòng quay này. Thề luôn anh em, quả vòng quay 3-1 này nó kinh khủng thật. Vâng, cùng một lúc mà chơi 3 bộ luôn. Nếu mà với mỗi bộ thì chúng ta mất độ khoảng 12.000 kim cương, 12-15.000 kim cương trong một bộ. Thì ví dụ như là 3 bộ này với ông nào chơi hết nha, ông nào chơi hết mất tầm 30.000 kim cương. Ui, nó lại gọi là căng đét, rồi nó gọi là khét là lẹt luôn. Bên server Mỹ Latin này thì hiện tại thì ngày nào tôi cũng đăng nhập vào để lấy cái sự kiện điểm danh. Thì sự kiện điểm danh này cho phép chúng ta đổi được một bộ đồ độc quyền của nhân vật Vĩnh Viễn. Đấy, thì cái sự kiện này nó sẽ khá là hay và
cái sự kiện này thì hôm trước tôi đã có giới thiệu cho anh em trong một cái video rồi, và hy vọng là sau này server Việt Nam sẽ có một sự kiện ngon như vậy. Đấy, cái loại sự kiện thứ hai ở bên này cũng đang rất là ngon, đấy là họ cày một tối đa 171 cái mảnh lập phương. Thì sự kiện này hôm trước tôi cũng đã có giới thiệu cho anh em rồi, và thực sự thì cái sự kiện này nó quá ngon đi. Đấy, chơi 10 lần buya lấy 20 mảnh. Ở bên Việt Nam chúng ta sẽ có sự kiện kêu gọi bạn bè lấy 20 mảnh, và tôi cá nhân tôi nghĩ là nó sẽ hơi khó. Đó, ở bên này đây, đây là cái mô tả về sự kiện đấy, ba loại băng đạn vàng bạc đồng. Và ngoài ra thì khi mà đổi một số những cái, họ sẽ cho chúng ta một cái huy hiệu huy chương để chúng ta có thể đổi những cái gọi là cái bản vẽ cũ. Đấy, những cái bản vẽ súng cũ cộng thêm huy hiệu huy chương thì có thể đổi ra đá, đổi ra cái huy hiệu magazine này, cái huy hiệu gọi là tạp chí này, huy hiệu băng đạn chính xác hơn. Ngoài ra thì họ cũng tặng thẳng cho chúng ta một băng đạn nữa, thì nó coi như là họ tặng cho chúng ta hẳn một cái súng ở trong cái sự kiện vòng quay chế tăng này. Nói chung là bên này gọi là họ ra cái sự kiện hút máu, nhưng thực ra cũng rất là rộng rãi. Tức là họ đã mở lại cái súng đấy bán chúng ta rồi, sau đó thì họ lại còn tặng thêm cho chúng ta cái nguyên liệu để mà có thể ra được súng đấy nữa. Và thường thì người chơi sẽ chỉ tốn đá chế tác để có thể lấy được cái bộ súng này mà thôi. Đấy, nó rất là xịn sò nhá. Ok, và đó là thông tin mà mình mang đến cho anh em. Đấy, quả vòng quay nó chí luôn, và quả vòng quay nó xịn sò quá anh em ạ. Choáng luôn, lú luôn. Và nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của Ria Gaming, yêu thích những video mang lại cho các bạn thông tin lành mạnh bổ ích, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe được đẹp trai và được xinh gái nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video lần sau. Bye bye.